Ta Bắc trả mặt bằng đắc địa, chủ đất vàng Hàn Thuyên giao cho thuê với giá 775 triệu đồng một tháng, tương đương hơn 9 tỷ đồng một năm. Chủ mặt bằng 1113 Hàn Thuyên, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh được biết đang giao cho thuê lại mặt bằng sau khi khách thuê cũ là Starbucks Việt Nam sẽ rút khỏi từ ngày 26 tháng 8 năm 2024. Nguyên nhân được biết là do không thể đàm phán gia hạn hợp đồng. Hiện chủ mặt bằng này đang giao thuê với giá 30.000 USD một tháng, khoảng 757 triệu đồng, tương đương 9 tỷ đồng một năm, tăng hơn 600 triệu đồng một năm so với giá thuê cũ. Khách thuê có thể nhận nhà từ tháng 9 và có một tháng miễn phí thuê để chuẩn bị, sửa sang, mở cửa hàng mới. Nếu ký hợp đồng 5 năm, khách thuê phải cọc 3 tháng tiền thuê, còn nếu ký hợp đồng 10 năm thì cọc 6 tháng, môi giới chia sẻ. Với 7 năm hoạt động, Starbucks Hàn Thuyên đã trở thành điểm đến yêu thích của nhiều người bởi sự đặc biệt trong đồ uống, cách pha chế, vị trí trung tâm, hơn nữa lại có những góc view rất đẹp mắt. Do đó, trước thông tin đóng cửa, rất nhiều dân mạng, nhất là các vị khách quen đã bày tỏ sự ngậm ngùi vì vị trí cà phê yêu thích bị đóng lại.